Xin chào các bạn, hôm nay Đức Minh Mobile xin giới thiệu các bạn chiếc Samsung Galaxy Note 4 phiên bản 2 SIM dành cho thị trường Trung Quốc. Máy có thiết kế khá giống với máy công ty. Chúng ta cùng xem qua một chút về thiết kế của hộp và các phụ kiện đi theo máy. Ở bên trong thì gồm có máy. Hôm nay mình giới thiệu các bạn phiên bản màu trắng. Ở trong hộp máy thì gồm có sách hướng dẫn. Phụ kiện đi kèm thì có sạc, cáp, tai nghe. Chúng ta cùng xem qua một chút về thiết kế bên ngoài của máy. Thì thiết kế của máy nó cũng giống hệt như chiếc Samsung Galaxy Note 4 hàng công ty thôi. Ở mặt trước thì là màn hình 5.7 inch, ở phía bên cạnh phải là phím nguồn, phía bên cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng. Chúng ta thấy là mỗi góc thì nó đều bo tròn, khá giống với chiếc Galaxy Note 3. Ở phía trên là jack cắm tai nghe. Ở mặt sau thì là camera và nút cảm biến nhịp tim, và nó vẫn làm với chất liệu ở mặt phía sau là giả da. Ở bên trong thì điểm khác biệt duy nhất là nằm ở bên trong. Thì ở bản Galaxy Note 4 hàng công ty thì nó chỉ có một khe SIM, còn ở đây thì có hai khe SIM. Khe 1 thì là có hỗ trợ 3G, còn khe 2 là chỉ là sóng GSM thôi. Hiện tại thì mình đã bật chiếc Samsung Galaxy Note 4 bản 2 SIM lên rồi. Phiên bản 2 SIM này thì nếu mà remote của nó thì chỉ có hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Ở đây thì bên mình đã chạy cho phiên bản này ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Và có luôn cả CF Play. Phiên bản Galaxy Note 4 2 SIM này thì có mã của nó là N9106W. Nó sử dụng RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Galaxy Note 4 2 SIM thì sở hữu cho mình camera sau là 16 megapixel. Và camera trước của nó là 3.7 megapixel. Khi chúng ta chụp thì cho điểm ảnh rất là nét và rõ ràng. Chiếc máy Galaxy Note 4 2 SIM sở hữu màn hình 5.7 inch như chiếc Galaxy Note 3, nhưng được nâng độ phân giải lên đến 2560x1440 pixel thay vì màn hình Full HD. Cải tiến này sẽ giúp cho Note 4 có mật độ ảnh đạt là 515 PPI, hình ảnh hiển thị sắc nét, rực rỡ với công nghệ Super AMOLED. So với các sản phẩm tiền nhiệm thì khung máy được làm bằng kim loại và cải tiến về ngoại hình rõ nét nhất trên Galaxy Note 4. Thiết kế này sẽ giúp cho sản phẩm cứng cáp và sang trọng hơn rất nhiều. Chiếc Galaxy Note 4 phiên bản 2 SIM có giá là 17.650.000 và hiện có bán tại Đức Minh Mobile.